cái con nữ chính với nữ phụ thì lại là hai chị em của hai chị em chung một nhà, nhưng mà thằng kia nhận nhầm, thằng kia nhận nhầm cái con chị mới là người người tính kiếp trước của nó đấy, nhưng mà thật ra lại là con em. Thôi phần hai chán lắm, chán không. Ừ, rất là lưu thi với cả vâng vâng Trương Vân Long gì đúng rồi. Buồn học cấp 3 không có cạn. Cứ nhắc phim máy cho mày kia. Lại giống mình ở phim ngày xưa, phim Đại Ý Du là cái gì nhỉ? Không thể thôi. Thuận phim đấy cái đấy nhá, nó chia khắp mọi mặt trận luôn rồi. Tôi chỉ ghét bạn chị đéo cần xem. Sau này thì bố lại xem không ạ? Ôi chết thôi, em xem với bé cái lúc ấy đã hỏng lớp 9 mà. Đến tối hôm ấy nó ra tập cuối. Một cái mà đợi kiểu 10 giờ 9 giờ cái trước bên Hàn thì 10 giờ là nó có ở Việt Nam, nhưng bởi vì 11 giờ nó mới có Việt sắp ở Việt Nam, đợi 11 giờ xong rồi đến sáng hôm sau đi học tầm 6 giờ rưỡi gặp bạn bè cái ủi đến cùng trường với nó hét hú gặp nhau rồi tại thực cuối hay quá. Ôi còn con trai lớp chị còn biết biết sửa tên Đại Úy Du trên mặt bạn nhé. Thì lỗi hay thì... nhưng mà nó hay thật, nó cuốn từ tập đầu đến tập cuối, nó không bị một tập nào bị mất nhịp hay là bị vớ va vớ vấn đấy. Phim hay, mà nhạc phim cũng hay, năm sau hay. Đúng là những mỗi năm có một bài siêu phẩm. Còn cái người tính nó chăng bài tháo hay nhỉ? Trời ơi. Thì nhất ai cũng biết. Mày khen cái yêu yêu mày có yêu tinh thì hot ấy rồi, cái bài đấy đầu rồi. Nhiều mà bài Beauty cũng hay. Bài Stay With Me là đứng đầu của phim nhạc phim. Bông tuyết rồi. I Will cái gì ấy. Toàn bài hay thôi. Nhưng mà hình như nhiều nhất vẫn là người bị chờ. Round and round. Kiểu bên Việt Nam mà đợi có một cái phim bùng nổ như thế chắc là còn khớt. Ngày xưa cũng nghĩ là kiểu cái phim họ chẳng bùng nổ lắm rồi, đến lúc ra cả yêu tinh cái gì cũng được. Được đấy, cũng là một con khủng long đấy, cũng vẫn tạm vừa. Thế thôi sao ngày gì thế, sang Việt Nam biết bố phim sẽ bật cháy. Ôi sát tình của phim Hậu Duệ Mặt Trời kiểu cao ấy, là không sao mà cũng nghĩ là nó không bao giờ có một cái phim nào mà nó lại có thể phá vỡ cái kỷ lục thì đúng cùng năm đấy đây em đi luôn. Ừ, em hay nhỉ, em xin đi xem lại mấy lần rồi thế đã có thể hay. Ngày xưa ghét đây, ghét tại ví dụ của cái biết đấy là cả mình đi đâu cũng nhắc đến. Đấy. Bây giờ vẫn hốt mà, bây giờ giống như người ta vẫn kiểu như Di Công Nguyên là xem lại. Chẳng qua là đâu chính ngoài đời ấy thôi. À xem The Worry cái gì nhỉ? Phim của Kang Tae Hyuk, à Kang Kang Tae Hyuk chính là gì nhỉ? Ừ, Song Song Ki Go. À, Song Hye Kyo. Song Hye Kyo, phim mới của Song Hye Kyo ấy. Xem hết mọi người, xem chưa hay không? Xem hay lắm nhưng mà chị vẫn chưa xem. Chắc là trả thù được bản án của mình. Ui, em chưa xem, hết xem cho nào. Em chỉ xem trên TikTok thôi. Lần này không cần phim, máy mắt tốt, tốt. Tí nào bố à? Không xem được luôn đấy. Không còn chỉ ăn hết đam mê đấy. Thật ra bảo ngồi. Mà em cũng không biết ăn, em nghĩ là em chắc không biết ăn. Trước ta đau họng quá, ta không ăn được cơm, ta phải đi mua cháo ăn rồi. Mày giống con Yến. Đi mua cháo ăn nhưng mà ăn được bát cháo thì thôi. Em đi xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke giữa đêm. Em biết em cô đơn làm sao, em biết em nhớ anh nhiều. Nó dài đến đâu ạ?
nước đầy luôn, đầy ắp luôn á. Ngủ luôn. Thôi tính ra mua cái này rẻ hơn quá nhiều ấy. Mình nó còn nguyên vẹn. Với cả miếng nó cũng dày hơn á, ăn ngon hơn. À, hình như là mỗi khi em mua 20 em mua màu xanh thì phải. Không không nhớ, chỉ nhớ là trong biển là màu vàng, chị ăn màu vàng nhưng mà chị không ăn được cái vị khoai tây ấy. Mấy hôm nay không có tiền nên là không đi bixi. Hôm qua chị ấy hát câu giống câu ấy lên đấy, nhưng mà hát là giọng thật, cứ dùng cái giọng này với chị hát giọng nhiều quá chị không vào được giọng cũ rồi. Sao mình không em là phải nhiều lần hát cùng với ca sĩ thì mới nhớ được tông như thế nào. Sao mình không gạt bỏ đi hết Mãi thôi đâm sâu.
chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em biết tụi đâu. Tụi nên mới buông tay vội vàng như thế. Nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh đậm sâu. Nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhưng em thương anh rất đậm sâu. Tụi nên chẳng thể buông tay dễ dàng như thế. À, không có chữ như thế. Cái này ai làm quán quân ấy? Không biết. Ocean. Ocean là bà Ngọc Mai. Mai Hồng à cái gì? Ngọc Mai. Đúng không? Ngọc Mai. Chị biết cái cô đấy rồi. Giáo dạy thanh nhạc đúng không? Nhạc vâng. Thì nó mở cửa ra. Thì nó Mai hát. Còn ai trong vai đất này? Nó không ghi âm thì mình cũng bật được nhạc YouTube để nghe chứ. Không được em ạ. Không phải là không ghi âm mà là nó ghi âm ở đúng rồi, máy. Nó tự chỉnh cái máy lên. Nó không nghe ở bên ngoài rồi, âm thanh ở trong máy nó vẫn có, giống như kiểu em bật cái game này. Mình không nghe được nhưng mà có một tiếng game này. Nghe cho nó ổn. Tìm mãi. Nói chung là ai mà không biết, không chưa ai ngồi máy này của em. Còn là cho đi đâu đi đâu, chị tìm mãi được con Pikachu chủ của em. Thế hả? Tại cái thế giới này, em thấy có hai chỗ xây nhà liền. Một cái ở vách núi, với cả một cái khu làng ở chỗ khác. Mẹ bay ra tích chỗ tuyết mà vẫn không thấy nhà của em đâu. Nói chung là ai mà cứ chơi thì cứ tạo thế giới mới mà chơi. Không tìm được luôn ấy, không biết map ở đâu luôn ấy. Thế là hôm nay em mới bất ngờ là mở cái lên có Pikachu luôn. Tìm đấy. Ừ rồi. Được. Họ còn rất nói ấy chứ. Em không nhớ là game gì, tự nhiên chị báo họ trúng thú quá. Chẳng game gì rồi. Dạ, có đẹp đi. Con rồi. Đây nha. Nhưng mà sắp hết giấy rồi. Chưa như thế. Ừ.
Her.
so le nhau ấy. Thế mà bằng một cách cái gì mà thấy chuột nó vẫn thấy vậy ấy. Ha.
Không, em nghĩ là không có giống nhau mà
con hái bài gì chen rửa viết bài gì chen rửa viết hết. Nhưng mà bài này hay bác, nếu mà hai bốn đứa trong em chơi với nhau đi chơi con hái hát rồi. Nhưng mà hai đứa kia thì quay sang hái hát bài gì đây. Rồi của Binh Di nhỉ. Quần hộ phải quần què gì đây. Ha.
Hà. Hà thủ đô. Chipper. Hà. 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 Hà Nội thứ bảy biết đâu đi xem từ bên hồ mới chơi. Hà. Hà. Ha.
Please give me a bit đêm nay. Buổi chiều nắng. Bye bye.
Em nhìn đi, bỏ đây, em bỏ mình ăn bao giờ thế? Xong rồi chỉ nhớ hình như có nhiều bánh sốt rồi, còn quên mất vị rồi. Vâng, em nghĩ là nó giới thiệu như thế thì chị quên luôn. Vâng. Vâng.
Mà anh đi ăn nói. Chị câu rồi em không. Em với Hải hay có câu là cái gì vậy? Lâu lắm rồi em không gặp anh, em nhớ anh thật đấy. Nhưng mà cậu sống ở thành dân. Vâng, đúng rồi, chị Nguyễn Thảo Mai ấy. Nhưng mà anh không dám nói thế. Hải rồi.
thở cái gì không Ha.
Chị đây là quán máy sấy mới. Đúng rồi, chủ yếu là đắt đi. Lần trước mình giặt một kéo hút đi bao nhiêu? Một kéo hút đi thì bình thường chị giặt cái áo hút đi của nó to đùng xong là nó người ta ấy xong người ta cho hẳn vào cái mỗi một cái áo là người ta cho cái đấy còn nhà kia thì réo đúng không? Thế mà cái gì con năm này mua áo ở ngoài quán là 3.000 giặt hơi đấy, còn giặt bình thường giặt máy thì sẽ là 2.000 nhưng mà giặt máy sẽ bị sô bông nên là áo cao sẽ giặt hơi. Ô thế của Hải có thấy không? Còn bình thường quần áo thì sẽ là 5.000 một cân. Sẽ đi 5.000 một cân. Giặt 5.000 một cân và 5.000 một cân. Vâng. Mà về nhớ tao 5.000 ta giặt cho tao khách. Nói chung ví dụ tao đưa cho mày, mày cứ nói cho tao lấy một cái mà 30.000 đồng xu. Tại vì chỗ nhà tao ngày trước, chỗ nhà cụ Hồng ý, một lần chạy mất dép một cái là 40-50 nghìn. Thế là từ lúc đấy là em không bao giờ em mang đi quán nữa, tại vì cái nó bị nồm hay sao ấy, một lần lúc đi sạch cái phần chân. Thế là em toàn tự vò thôi, vừa đóng nhận ra là vừa sạch xong bị giọt bông nữa, xong rồi còn chưa chắc đã sạch. Chị đây mới chuyển sang xong rồi đi giặt đồ túi như này, bình thường những chỗ khác ấy thì chỉ có tầm 4.000 thôi. Mẹ trời ơi, chạy em dép xong rồi còn bao nhiêu tiền cân. Bình thường đi giặt sẽ là 5-7.000 đâu, cao nhất là 12.000 thôi. Lúc này hôm đấy chị xong chị có mấy tiền cân. Thế đây là đi đâu cũng phải có giá trước, phải có tiền cân trước. Không không, chị quen rồi, một cái cây chân động. Đúng là đi rửa xe sợ nhất là đi vào rửa xe mà nhiều xe. Chị thử mình quá rồi, có 2.000 bưng xe người ta lấy cho 2.000. Đấy, cái bộ hôm mà đi tập về không thấy, đang lại đi tập bóng và khi bưng xe đấy là về không thấy rồi. Mai nhá, mai mình có gì đưa cho khách hàng hai kéo phao nhá. Tại cái kia được có bao nhiêu về quê giặt xong mà, nhưng mà lý do tại sao đi từ quê lên trời nó khô, nhưng mà những cái xe ô tô to nó đi qua ấy, cái xe ấy nó bắn, thế là nên bắn hết. Chị đi xe xe máy cảm giác áo nó bị bắn hết, hay là chị sẽ về nhà tiện, về nhà cứ thế vứt đường máy. Chị cái gì cũng liên quan đó về người ấy quá. Chị đi ba mình du lịch xong rồi là chị mượn nhà cho
Hà. 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 Her.
Kêu là nhiều tiền mặt quá, thế là biết em sẵn tiền thẻ, thế là đưa cho em 600, 6 đồng 100 tiền mừng tuổi. Thế là em đưa, em banh lại cho đây, toàn đồng 100 không? Ui đấy, mới đổi hôm qua xong rồi. Em hay được cho chị 400 đi. Đây là ngân hàng gì ấy? Tích không banh. Có mã không? Có ạ. Thế thì em đồng hồ với mã. Ôi giời. Đấy, mới đổi hôm qua, hôm nay còn 400 này. Kêu ăn biết không biết làm gì luôn. Đổi xăng đúng rồi, hôm qua đổ xăng. Trên đường chị đi về thì nó phải là có cây xăng trước để tôi rút tiền. Mà sáng nay đi mà. Tại vì em chúng đều lưu tên với em hết. Tại vì mình cũng không chuyển với ai mấy. Danh sách người nhận đấy, mỗi người tìm cũng nhiều phết đấy, như danh bạ điện thoại. Ừ, hình như có khi agree banh lỗi hả mẹ. Nhiều lần tao banh cho máy nó có ghi là tài khoản của mày không tồn tại. Ui. Shopee giờ chẳng có tiền, tại giờ không mua Shopee, tiện không nạp tiền vào Shopee. Tính ra mới có cái gì giật theo mình. Vô lúc à? Có sai vậy đâu, tự nhiên bật nhạc lên anh nghe. Hôm qua cũng thế, sao nghe thế? Em chạy cái cây đây. Em chỉ có dinh thôi mà không biết là sao buổi sáng nó rất là hay hát bực lắm, đang ngồi tưởng ai gọi không phải. Không bực lắm.
Toàn mẹ. Thế một phim này cái lúc ra này con vãi ra nó ra cùng mấy hoa ánh trăng. Ôi em ơi, hai phim đấy cùng nhau. Thế thì để chị để em nói cho nghe này. Hai em fan của nước mà. Không, em là fan của nước, hoa ánh trăng. Hai cái cùng ra nhưng mà kịch bản của mình là chuyển thể từ bộ phim Tâm của Trung Quốc. Còn cái phim kia cũng là mấy hoa ánh trăng nhưng mà nó ra cùng trên một cái đài của phát sóng của phim. Nhưng mà phim này thì tất cả các nhân vật Tam ngũ thập tam đều là nói với ai yêu nói tước nói, nhưng mà phim kia thì có Kim Du Dung thôi với Bác Du hai, nhưng mà đột ra hai phim này chiếu cùng khung giờ trên hai đài khác nhau. KBS thì phim kia gấp 5 lần mình xem một phim này, phim này nhẽ ra là có kịch bản thứ hai rồi nhưng mà tại kiểu thấp ký lực ấy, nên xem lúc phát sóng kiểu bên Hàn là nó sẽ phụ thuộc vào cái lúc phát sóng, như kiểu phim Việt Nam chiếu lúc VTV1 lúc Hương Vị Tình Thân ấy có được. Nói chung là phim kia ví dụ 10%, phim này có 2% thôi, thế là nó không làm phần hai hơi đấy, buồn đấy là do em chỉ cập nhật bên Hàn Quốc thôi, còn rất tinh ở các khu vực Đông Nam Á và cả châu Á thì rất là cao em ạ. Thế nên là nó chỉ cạnh tranh với khung giờ ở cái bên kia, ở trong nước nó bị thấp thôi, chứ còn về thấy về còn là Đông Nam với châu Á thì phát triển em ạ. Thì lúc ấy em theo dõi thì là hai phim ra cùng em mà fan của mày luôn ấy. Hai phim mà không mày. Tại vì em xem bộ Minh Tâm rồi, cũng nghĩ là phim mày sẽ thất vọng ấy, nhưng mà không, hay. Hay đến tập cuối rồi vẫn hay. Nhưng mà em ơi bực một cái là nhá. Đến lớp học cấp 3 ấy. Tám đứa một cái chơi với nhau, tám đứa đều là fan của phim, mỗi mình em thích phim này chúng nó đều thích mấy họa hết, hơi buồn. Chị lần đấy cũng xem phim này trước mấy họa mà. Mấy họa nữa em còn bó mấy tập cơ. Chán. Nhưng mà tại vì cái đấy ở bên Hàn Quốc như thế đấy, bị chê, thế nên nó mới không có phần 2, buồn. Thôi. Chê không có, mình không có phần 2 nữa. Nó có kịch bản của phần 2 mà, nhưng mà cái lượt xem của nó ở bên Hàn ít quá. Mà bên Hàn nó lại nó so sánh